Hello. Hello mọi người. Nay mình đi thư viện đọc sách. Đây là thư viện sách khoa chữ sách. Là phòng riêng họp, hội họp trong đó. Đó, thư viện này cũng khá là lớn, có được thư. Đó, phòng này là phòng này người ta chỗ này người ta tiếp khách. Đó. Có phòng khu vực vi tính để tính in ấn. Đây là sách tiếng Nhật, tiếng Hàn gì nè. Đó, là Việt, cái khu này là khu Việt, là ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ khác nhau đó. Đó, các thứ tiếng hả. Đó, tiếng Nhật thì học tiếng Nhật thì sẽ biết tiếng Nhật thì sẽ đọc sách tiếng Nhật, đọc tiếng Hàn, đọc sách tiếng Hàn. Không biết có tiếng Việt không? Để tìm coi. Thứ tiếng đó. Tiếng Việt. Nhật hay. Bên này cũng có nè. Tiếng Anh gặp tiếng tiếng gì cũng có, tiếng Việt cũng có nhưng mà không có thấy tiếng Việt đó. Tiếng gì mà chữ và quẹo cũng không hiểu tiếng gì luôn. Pháp, Nhật, rồi Hàn, rồi ở đây cũng có tiếng, thấy tiếng Việt nữa. Tiếng Việt này. Tiếng Việt này. Tìm ra rồi. Đó, báo Vương Nhật, Bảo Vương Nhật. Tiếng Việt. Ăn chay nè, sống đành nè, món chay.